Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này là của anh Tiến. Anh Tiến ảnh làm một nghề rất là đặc biệt. Công việc của anh Tiến là anh làm bác sĩ pháp y. Từ hồi trước tới giờ đã tiếp xúc với rất là nhiều xác chết rồi mà anh Tiến anh không có sợ. Nếu mà sợ là đâu có làm cái nghề gì được đâu. Và thêm một điều là anh Tiến chưa từng gặp ma một lần nào cả. Cho tới cái vụ này, vụ đó là của chị Mai. Anh nhớ vào khoảng cái giấc xế anh nhận được một nhiệm vụ là vừa có một thi thể được đưa vào ở trong phòng khám nghiệm. Anh đi vào, dở cái màn ra. Trước mặt anh là thi thể của một người phụ nữ. Khi anh Tiến vừa nhìn thấy đã rất là ngạc nhiên, bởi vì cái xác của người phụ nữ khuôn mặt bị đánh nát bấy à, nhìn không ra hình dạng gì nữa cả. Quần áo thì bị xộc xệch, cái xác của cô này trong vẻ ngoài chắc là đã bị ngâm ở trong nước khá là lâu. Công an cũng tiến hành điều tra, còn khi đó nhiệm vụ của anh Tiến là điều tra xem nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cô gái này là gì. Bận đầu anh điều tra xong một lượt rồi, anh phát hiện ra là cô gái này cổ bị giết. Sau khi cổ bị giết xong cổ mới bị hãm hiếp, bởi vì ở trong cái phần dưới của cổ là có cái dấu hiệu bị xâm hại. Nhưng mà không biết cái tên nào khốn nạn dữ lắm làm cái chuyện đó tới nỗi mà ở phần dưới của cô gái này bị tổn thương rất là nhiều. Cô gái này còn trẻ, độ tầm khoảng 20 tuổi thôi. Ở trên khuôn mặt của cô gái, nhìn mặt mày, mắt mũi, mọi thứ đều bị bầm dập. Tới những cái răng có cái nó còn bị rụng. Máu thì không còn chảy nữa, nhưng vẫn vết thương nó đã bầm tụ lại, nhìn rất là đáng thương. Anh Tiến lúc khám nghiệm cho cô gái này, lần đầu tiên anh có cái cảm giác lành lạnh và rợn rợn. Anh Tiến diễn tả kỹ lại cái cảm giác như thế này. Khi anh đang cặm cụi vào ở trong cái phần thi thể, thì ở đằng sau lưng anh cảm nhận như là có ai đó đang đứng rất là gần mình. Thỉnh thoảng ở bên tai anh nghe thấy cái tiếng khóc. Anh nghe thấy cái tiếng nấc lên, nhưng nó chỉ nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ thôi. Tới chừng tập trung trở lại thì anh Tiến không có còn nghe được âm thanh đó nữa. Sau quá trình những người công an điều tra đã phát hiện ra cô này tên là Mai, cổ 20 tuổi và đã mất tích từ một tuần lễ trước. Gia đình có thông báo khi mà cô gái đi làm nhưng không biết sao ngày hôm đó không thấy trở về, rồi qua ngày hôm sau nữa vẫn không thấy, nên gia đình có lên trình báo công an rồi. Vẫn trong quá trình tìm kiếm đó, cho tới ngày hôm nay, người dân đã phát hiện ra thi thể của cô gái tên Mai này. Cái xác trôi dập dìu, cặp vào trong một cái mé sông, chỗ đó cũng toàn là rác rến không hả? Khi chiếc ghe vô tình đi ngang qua đã phát hiện ra cái xác của cổ rồi trình báo như vậy. Bận đầu khi mà điều tra, phát hiện được chị Mai là một cái cô gái 20 tuổi giống như là anh Tiến dự đoán. Công việc của chị Mai là làm công nhân cho một chỗ nhà máy. Ở trên công ty chị không có hiềm khích gì với ai cả. Và trong mối tình cảm thì chị Mai có người yêu. Nhưng tới chừng mà hỏi ra, chị và người yêu, hai người đã chia tay nhau cách đây nửa tháng. Tức là hai người đã chia tay khi sự việc này xảy ra. Bận đầu, công an người ta còn nghi ngờ có thể anh người yêu này có liên quan trực tiếp tới cái chết của chị Mai. Nhưng mà sau đó điều tra ra, trong quá trình này thì ảnh đang làm việc ở trong công ty. Nhưng lúc đó là làm việc ở tại công ty luôn, ăn ngủ và làm việc ở tại chỗ, nên anh đã có bằng chứng ngoại phạm rồi. Công an cũng điều tra về phía gia đình và bạn bè của chị Mai, nhưng không có biết thêm bất cứ một thông tin gì cả. Chị này thì không có mâu thuẫn xung đột gì với ai. Công an dần đi vào trong bế tắc.
Trong khoảng thời gian đó, cái xác vẫn còn nằm ở trên cái phòng khám nghiệm. Anh vẫn còn muốn điều tra. Anh cảm nhận được hình như anh rất là có duyên với cái xác của cô gái tên Mai này. Vì từ trước tới giờ anh Tiến tiếp xúc với biết bao nhiêu là cái xác rồi. Mà lần này anh khám nghiệm cái xác cho chị, anh nghe được cái tiếng rên rỉ đó. Mặc dù làm công việc chuyên về khoa học, nhưng anh Tiến là một người theo đạo Phật. Ở trong nhà của anh nhiều đời nay rất là tin vào cái chuyện tâm linh. Có cái cảm giác rợn người khi mà anh khám nghiệm cho chị Mai, anh có khấn ở trong lòng. Anh khấn vậy nè: cô ơi, tôi biết là cô chết oan lắm. Nếu mà cô muốn nói cái gì cho tôi biết thì cô chỉ tôi đi, tôi giúp được cái gì tôi giúp. Tới một lúc anh mới nghe thấy cái tiếng khóc rõ ràng ở phía sau lưng mình. Anh không có quay đầu lại, vừa mới khum khum rồi ngước mắt lên. Ở trước mặt anh là một cái tấm kính. Anh nhìn vào trong cái tấm kính đó, phản xạ hình ảnh của anh. Và ở phía sau lưng anh nữa, ở cái mé xéo xéo bên tay trái, rõ ràng là hình ảnh của chị Mai. Ngoại hình của chị, khuôn mặt cũng bị bấy nhầy biến dạng, giống y chang như là cái xác của chị nằm ở dưới đây. Cả người của chị bị thấm đẫm bởi nước, và nước còn chảy theo quần áo của chị chảy xuống. Anh Tiến nghe chị khóc, mới đầu chị khóc nhỏ nhỏ. Nhưng khi mà anh trợn mắt rồi, dù gì thì dù đây cũng là lần đầu tiên mà anh Tiến nhìn thấy ma, anh hơi sợ và đứng hình. Anh nghe cô gái khóc càng lớn hơn nữa. Anh nghe khóc như vậy rồi, anh vẫn còn rất là hoang mang, cứ đứng nhìn chằm chằm. Ngay khi đó, két, âm thanh của cánh cửa phòng từ ở ngoài ai đó vừa mới mở và bước vào. Lúc đồng nghiệp của anh Tiến bước vô rồi, anh mới giật mình, nhìn lại xung quanh thì không có còn nhìn thấy bất cứ gì nữa, và cái xác của chị vẫn còn nằm yên ắng ở đây. Người đồng nghiệp thấy vẻ mặt của anh Tiến hoang mang quá mới hỏi: ủa Tiến, ông làm gì mà ông hốt hoảng như vậy, bộ thấy ma hay gì vậy ông? Khi mà người đồng nghiệp ghẹo anh mới lắc đầu nói là không, không có gì, không có gì. Anh giả bộ đánh trống lảng rồi cho qua, không có nói sâu thêm về vấn đề vừa mới nhìn thấy hồn ma của chị Mai đâu. Vô hỏi thăm lấy thông tin một chút xíu, cô đồng nghiệp này mới đi ra, còn lại ở trong phòng chỉ là một mình anh Tiến. Anh đứng cũng tìm khắp trên cơ thể, anh vẫn còn cảm nhận được là mình đang bỏ sót một cái gì đó. Anh nghe ở phía sau là cái tiếng. Anh nghe rõ ràng đây chính là âm thanh tiếng hai cái hàm răng nó đánh vào nhau, anh nghe đánh liên tục luôn. Lại thêm một lần nữa, anh Tiến nhìn chằm chằm về phía trước. Thông qua cái kính ở trước, anh thấy hình ảnh của cô gái kia phản chiếu đứng ở sau lưng anh. Lần này cổ khóc, nước mắt chảy ra hai hàng, là nước mắt chứ không phải máu, nhưng mà hòa lẫn vào những cái chỗ vết thương á, nên chảy ra là cái màu nó hơi hồng hồng. Đặc biệt cái chị Mai này chỉ làm một cái hành động rất là kỳ lạ, chỉ đứng xuôi hai tay hai chân. Âm thanh những cái răng đánh vào nhau mỗi ngày một lớn hơn, một lớn hơn. Chợt lúc đó lóe lên một suy nghĩ trong đầu anh. Anh giật mình nhìn lại thì không có còn nhìn thấy gì nữa. Anh mới đi gần lại cái xác của chị Mai, mở hé cái miệng của chị ra để kiểm tra. Bận đầu anh đã kiểm tra rồi nhưng chưa có phát hiện gì cả. Do ở trong miệng những cái răng bị đánh, có cái thì bị gãi, có cái thì bị đâm ngược vô trong hàm. Anh kiểm tra lần thứ nhất lúc nãy chưa phát hiện ra, nhưng bây giờ anh kiểm tra kỹ lại thì ngoài da, răng và máu của chị Mai ra, còn phát hiện ra da và máu của một người nào đó nữa. Khi mà anh vừa phát hiện, lập tức là đem hai cái mẫu này xét nghiệm. Kết quả cho ra một phần là của chị, nhưng mà cái phần còn lại là của một cái người nào đó không phải của chị. Vậy thì tại sao cái mẫu da và máu đó lại dính ở trong miệng của chị Mai? Đây lại là thêm một vấn đề nữa. Lập tức anh cung cấp thông tin này cho ở bên phía công an để người ta điều tra.
Khoảng thời gian đó công an người ta cũng đang lâm vào trong bế tắc rồi, do truy tìm rất là nhiều nhưng không hề phát hiện ra chuyện gì cả. Vào buổi tối hôm đó lại chỉ có tăng ca, tới 8 giờ mấy chị ra về. Từ ở trên công ty á, chị chào tạm biệt những người đồng nghiệp của mình rồi chị đi về. Đặc biệt là cái hôm đó chị đi bộ, chị không hề có đi xe. Rồi lúc mà tìm thấy tư trang của chị cũng không thấy nữa. Ban đầu dự đoán đây là một cái vụ cướp của giết người, nhưng phần này chỉ là giả thuyết thôi, chứ chưa có bất cứ một bằng chứng cụ thể nào cả. Làm việc tới buổi chiều cũng tới giờ về rồi. Anh Tiến đi về, từ cái chỗ làm của anh đi ra cái chỗ bãi giữ xe là khoảng cách hơi xa. Anh bước gần tới chiếc xe của mình, anh bước, lập cọc, lọc cọc, lọc cọc. Cho đi làm là anh mang giày tây. Ở phía sau lưng của anh mới nghe thấy cái tiếng bước chân rón rén. Bẹp, 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 bẹp. Người nào đó đi giống như là đang nhón cái chân lên á, kiểu giống như vậy, nhưng mà anh nghe rõ ràng là người nào đó đang dí theo rất là sát anh. Mấy lần anh cảm nhận quay lại đằng sau kiểm tra, nhưng ở đằng sau lưng anh Tiến không hề có bất cứ một ai. Anh Tiến đã mang cái cảm giác rợn rợn từ ở trong phòng khám nghiệm đi ra. Bây giờ trong lúc anh Tiến dẫn xe từ ở trong bãi để dẫn ra khỏi cổng, do ở trong cơ quan á, quy định là không có được chạy xe, phải dẫn bộ vậy đó. Anh vừa dẫn bộ, anh thấy hôm nay xe không biết có vấn đề gì không mà lại thấy nặng hơn so với mọi khi. Bởi vì khi mình dẫn là mình đẩy bằng sức người chứ không phải là mình chạy bằng máy như mọi khi nữa, nên anh cảm nhận rõ ràng chiếc xe nó rất là nặng. Dẫn ra, anh leo lên xe rồi. Anh đang ngồi yên ắng chỉnh sửa cái mũ bảo hiểm của mình. Chợt lúc đó cái xe của anh vừa mới nhúc nhích qua lại, giống như kiểu có ai đó mới lên ngồi ở trên xe anh á. Anh thấy là sau lưng lạnh toát liền. Anh có quay lại đằng sau, lấy cái tay thử mò 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 lên cái yên xe, nhưng đâu có thấy gì đâu. Lại tiếp tục chạy về, mà vừa chạy về trong lòng cứ thấp thỏm lo âu làm sao. Vô tình một lúc chạy ngang qua một cái quán này. Ở trước quán là được làm bằng kính, chỗ đó cũng là khu vực của cái đèn đỏ luôn. Anh Tiến nhìn đường tới lui chỉ là vô tình thôi, ánh mắt của anh da dạo ở trong mặt kính của cái chỗ cửa hàng này. Anh thấy rõ ràng ở phía sau lưng của mình chính là cái cô gái tên Mai này. Cổ ngồi chéo ở một bên, là hai cái chân của cổ ngồi nghiêng về một bên. Hai tay thì buông thõng xuống để lên trên đùi. Mặt mày của cổ vẫn kinh dị, biến dạng giống như cái xác của cổ. Anh thấy vậy anh hú hồn. Thì ngay cái lúc đó anh nghe thấy tiếng kẹn xe, tin tin tin, là cái người ở phía sau á tới đèn xanh rồi vẫn chưa có thấy anh đi nên người ta nhắc nhở anh vậy. Hoàn hồn lại, nhanh chóng anh chạy về phía trước. Vừa chạy anh vừa khấn ở trong lòng: cô ơi, tôi biết á là cô chết oan lắm, cô có muốn chỉ cái gì á, cô chỉ hung thủ á thì cô chỉ cho tôi, chứ cô đừng có hù tôi nghe, tôi chứ tôi cũng sợ ma dữ lắm. Anh khấn cổ nhưng không biết cổ có nghe không. Từ cái lúc đó là anh thấy nhẹ nhõm hẳn, ở phía sau lưng không có còn cái cảm giác lạnh lạnh rợn rợn nữa. Nhưng có điều, về nhà khi đã tắm rửa rồi, trong cái lúc mà anh tắm thỉnh thoảng nhìn vô trong gương lại là thấy hình bóng của cái cô gái đó. Cổ đứng ở phía sau lưng anh, đầu tóc thì xù rũ rượi, hai cái con mắt đầy máu à. Nhưng chỉ thoáng trong một cái chớp mắt là anh không có thấy nữa. Anh nhớ cũng trong hôm đó luôn, khoảng lúc 10 giờ mấy anh đau bụng. Anh trong nhà vệ sinh á, tê tái rồi. Đang ngồi tập trung bấm điện thoại thì anh mới nghe thấy cái tiếng khóc nức nở, khóc rất là thê thảm. Anh bỏ điện thoại xuống tập trung thì âm thanh đó không có còn nữa. Anh thấy là cũng hơi sợ sợ nghe, nhanh chóng đi ra ngoài, anh thắp nhang cho cửu quyền để kia thêm một lần nữa mới yên tâm đi ngủ. Ở trong giấc mơ, anh nhìn thấy bối cảnh là cái giấc tối tối, có một cô gái nhìn xinh đẹp dữ lắm, cô gái này chính là chị Mai. Thời điểm đó khuôn mặt của chị Mai vẫn còn bình thường, nhìn vẻ ngoài chị Mai là một cô gái cũng xinh xắn,
tướng cao cũng cỡ 1m6, người thì giòn giòn. Một tay của chị đang cầm cái túi sách, chị đi bộ ngang qua chỗ một cái khu vực đường này. Thì khi mà chị đang đi bộ gì đó, ở phía sau có một chiếc xe máy chạy tới. Ở trong giấc mơ, anh Tiến nhìn thấy đó là một cái người đàn ông, nhưng không hề thấy được khuôn mặt của cái người đàn ông này, chỉ thấy cái dáng là cao cao ốm ốm. Khi người đàn ông thắng xe cái rét lại, hai người mới nói chuyện với nhau. Anh đoán có thể hai người này quen biết. Sau đó cô gái cũng mới trèo lên trên xe của người đàn ông, chạy tới một đoạn vắng. Người đàn ông này dừng xe lại, giả bộ nói là mắc tiểu. Cái lúc đó cô gái cũng trèo xuống xe. Người đàn ông đã kéo cô gái vào ở trong bụi lùm. Khi cô gái bị lôi vô, cổ chống trả rất là kịch liệt, nhưng do khu vực đầy đường quá vắng nên không có xe cộ qua lại. Người đàn ông đã đè cô gái xuống muốn xâm hại cổ, nhưng lúc đó cổ chống cự rất là mãnh liệt, cổ còn cắn lên trên vai của người đàn ông. Sau khi bị cắn đau, vai của người đàn ông đã rớm máu, thì lúc đó người đàn ông mới dung tay xuống đánh một cú rất là mạnh, khiến cho cô gái này xỉn nỉn. Khi nhìn thấy cô gái đã bất động, lập tức người đàn ông tiến hành xâm hại. Trong cái quá trình xâm hại, cô gái đã giật mình tỉnh dậy muốn phản cự, thì người đàn ông này đã lấy một cái hòn đá ở kế bên đánh liên tục lên trên phần mặt, cho tới khi khuôn mặt đã hoàn toàn bị biến dạng rồi, cô gái đã chết ở ngay tại chỗ. Người đàn ông vẫn chưa dừng lại cơn thú tính của mình, lập tức nhào vô và tiến hành xâm hại cổ thêm một lần nữa. Cho tới khi hành động chán chê, người đàn ông mới đẩy cái xác của cô gái xuống dưới một cái mương nước ở gần đây. Cái chỗ con mương nước đó cũng khá là nhỏ thôi, nhưng khi mà người ta tìm được là cái xác của cổ phát hiện ở chỗ một con sông lớn. Nằm mơ tới đây, anh Tiến chợt ngồi bật dậy, cả người của anh tuôn ra mồ hôi ướt áo. Anh coi đồng hồ là đúng 12 giờ đêm. Anh Tiến cũng hơi hoang mang và sâu chuỗi lại toàn bộ giấc mơ đó. Anh biết có thể cô gái đã tái hiện lại hiện trường của vụ án cho anh nhìn thấy. Anh vẫn còn ngồi thẫn thờ thì anh mới nghe ở bên tai là tiếng cô gái lại tiếp tục khóc. Cổ khóc nỉ non ở bên tai, trong phòng của anh văng vẳng tiếng của cổ. Khi vô tình nhìn ra ở bên ngoài cửa sổ, anh Tiến thấy cổ đứng ngoài ngoài. Anh giật mình nhìn kỹ lại thì cô gái tên Mai đó không còn ở ngoài nữa. Lập tức qua sáng hôm sau, anh đem toàn bộ sự việc này nói cho những người công an nghe. Nhưng mà anh không phải anh nói là anh nằm mơ thế như vậy. Anh kêu những người công an là theo cái hướng đó điều tra. Có một cái chiếc xe giống như vậy, người đàn ông tướng cao cao ốm ốm và còn bị cắn ở trên vai. Anh cung cấp toàn bộ những dự đoán của mình cho những người công an. Thì trong vòng một tuần sau, công an người ta tiến hành điều tra. Trong quá trình đó, trong hồn của cô gái tên Mai luôn đi theo anh. Những lần mà anh làm việc, anh cứ cảm nhận được là cổ đứng ở đằng sau lưng anh. Có lúc thấy, có lúc không. Và mỗi lần ở chỗ vắng, anh sẽ nghe thấy tiếng khóc than của cổ. Có cái hôm kia, anh nhìn thấy cổ quần áo rách rưới, ngoại hình te tua tơi tả. Anh thấy cũng xót nên có nhờ mẹ anh mua một ít đồ cúng để mà cúng cho cổ. Tới đúng một tuần sau, ở bên công an thông báo một tin mừng là đã bắt được hung thủ rồi. Tên hung thủ chính là chú họ của chị Mai. Thì cái tên chú họ này kể lại diễn biến sự việc hôm đó là như thế này. Hôm đó tên này vừa mới đi đám về, ở trong người cũng có men rồi. Đi ngang qua, thấy chị Mai đang đi bộ trên đường về nhà, mới hỏi thăm chị Mai này kia. Chị Mai nói là xe hư, rồi bạn trai vợ cũng bỏ rồi nên không có ai gian về hết, đi bộ như vậy. Cái tên chú họ này bận đầu là cho gian, không có ý định gì trơn. Nhưng trong lúc chạy xe ngồi nói chuyện, rồi cái phần ở phía trước của con gái nó nhạy cảm, nó cứ cạ cạ lên trên cái phần lưng ổng hoài. Mà cái ông này tính ra là ổng có máu biến thái ở trong mình. Khi có những tiếp xúc đó, người đàn ông này đã nảy ra ý định xấu, chở chị Mai tới ở trên đoạn đường vắng và ra tay. Giống y chang giấc mơ mà anh Tiến nhìn thấy,
Bận đầu đè chị vô, định là sẽ làm chuyện đó với chị thôi. Nhưng không ngờ trong quá trình chống trả đã bị chị cắn lên trên vai rất là mạnh. Người đàn ông này đau quá quá điên mới đánh cho chị. Là cái cú đánh đó chị chỉ mới hơi xỉn điển, ngất xỉu thôi chứ chưa có chết. Tên này tiến hành xâm hại rồi, tới giữa chừng thì chị Mai mới giật mình dậy. Khi mà dậy, hắn sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, mới lấy một cái hòn đá ở kế bên á, giọng liên tục lên trên mặt của chị, vừa đánh vừa chửi. Tới chừng khuôn mặt đã bị bấy bá, răng cửa bể nát hết rồi. Lúc đó tên này lại tiếp tục một lần nữa xâm hại chị cho tới khi chán chê. Tất cả những gì mà cái tên chú khốn nạn này khai ra hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ mà anh Tiến ảnh mơ. Cái xác của cô gái lúc đó đã được đưa về nhà an táng rồi. Anh nhìn vào trong khoảng không vô định, thầm mừng cho cô gái tên Mai đó. Ngay lúc này anh cảm nhận lại là một người nào đó đứng ở sát bên người anh nữa, và còn khều nhẹ trên vai. Lúc anh giật mình quay lại thì người đồng nghiệp đứng ở cách anh khoảng 5 bước chân, còn xung quanh đây không có ai hết trơn. Anh không biết là ai vừa mới khều vai, cái mặt của anh vẫn còn hoang mang lắm. Người đồng nghiệp đi lại thông báo cái tin này cho anh Tiến biết, nhưng mà anh Tiến thì đã biết rồi. Liền tới tối hôm đó, một lần nữa anh gặp cô gái tên Mai này, và lần đó cũng là lần cuối cùng. Đêm anh nằm ngủ, giấc đó cũng khuya lắm rồi, không biết chính xác là mấy giờ. Anh nằm ngủ ngon giấc ha, cái anh bị giật mình. Bởi vì anh nghe thấy cái tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân này đi rất là nhẹ, giống y chang như là những lần trước, nghe cái kiểu giống như là người đó đi nhón cái chân lên á. Đi gần lại ở trước cửa phòng anh thì cái cửa phòng mới hé nhẹ. Cả người của anh Tiến đã bị cứng đờ. Anh liếc mắt ra, nhìn ra ở ngoài hướng cửa. Cô gái cổ mới đi lách qua cái chỗ khe hở nhỏ của cái cửa, cổ bước vào. Lần này cổ hiện diện với ngoại hình là bình thường, khuôn mặt không có bị bấy bá giống như cái xác của cổ. Cái khuôn mặt nguyên dạng, nhưng có điều là ở trên cái phần da, cái màu nó xám xịt à. Đầu tóc của cổ cũng đã được gọn gàng hơn, cổ đã thay một cái bộ quần áo mới. Cổ đi vào, khuôn mặt cứ lạnh tanh vậy đó. Cổ xuôi hai tay xuống, cổ cúi đầu nhẹ nhẹ, giống như là cổ cảm ơn anh. Anh vừa mới thấy tới đây, có một cái cơn gió thổi vào, cửa phòng đóng một cái rầm lại. Anh giật mình ngồi bật dậy. Cơ thể của anh đã cử động được, cái cửa giờ nó cũng đóng luôn. Anh nhìn xung quanh không có chuyện gì xảy ra cả. Anh mới ngờ đi ra đảo một vòng ở trong nhà nhưng không có thấy gì nữa hết trơn á. Anh nghĩ chắc chắn là cô gái tên Mai kia quay trở về đây và cảm ơn anh thôi chứ không có gì. Từ đó về sau, chưa một lần nào anh nhìn thấy chị Mai đó hiện ra. Cũng như là khoảng thời gian sau đó nữa, anh cũng không có thấy một vong hồn nào hết. Anh đoán khi mà anh thấy vong hồn của chị Mai vậy á, chắc là cũng có duyên dữ lắm anh mới nhìn thấy. Chứ tiếp xúc với cả trăm cả ngàn cái xác mà người ta chết oan không, anh không thấy ai hết. Chỉ có thấy duy nhất một vụ này thôi. Đó là toàn bộ câu chuyện như được anh Tiến chia sẻ. Một bác sĩ pháp y đã gặp một cái hồn ma chết oan ức rồi nhờ anh giải oan như vậy hen. Đây cũng là một câu chuyện rất là hay. Bữa hôm nay như kể chuyện mà bên hàng xóm ta karaoke dữ quá, không biết là có thu âm vô ở trong cái micro này không nữa. Quý vị có nghe ồn ồn thông cảm đỡ giùm Như nha. Như cảm ơn quý vị nhiều dữ lắm. Bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện kế tiếp. Câu chuyện này Như được chị Trân kể lại cho Như, và chính chị Trân đã nhiều lần gặp ma ở tại một cái chỗ rạp xem phim này. Năm đó là chị Trân học năm nhất, sau khi lên Sài Gòn đi học được khoảng thời gian cũng quen đường xá rồi. Chị Trân có xin vô trong chỗ của một cái rạp xem phim này, chị xin vô để làm nhân viên. Thì chị vô đây làm được tháng mấy hai tháng rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới khi chị chuyển qua ca đêm chị làm thì mới bắt đầu gặp. Lần đầu tiên nhìn thấy là buổi hôm đó chị Trân bán tới cái suất cuối cùng. Thì tới 12 giờ mấy là có một cái tập phim mới chiếu xong. Tới chừng mà bán vé
Rồi những người nhân viên ở ngoài này mới dọn dẹp khu vực cho sạch sẽ, rồi dọn khu vực bắp nước hang mới đóng tắt lại hết. Sau khi làm xong xuôi hết rồi, chị Trân mới đi ra về. Mà khi chị vừa ra tới ở ngoài cái chỗ giữ xe, chị mới phát hiện ra là mình để quên đồ. Chị mới quay trở ngược lại ở trong vị trí chỗ bán vé, chị lục lọi thấy đồ của mình. Chợt ngay lúc đó chị thấy ở cái hướng đối diện là vị trí này là chỗ khu vực ghế cho những người khi người ta đi xem phim mà chưa tới giờ, người ta ngồi đằng đó để mà chờ. Chị thấy rõ ràng có bóng dáng của một bà cụ. Tướng của bà cụ này hơi ốm ốm, cái lưng của bà tôm dữ lắm. Tóc tai của bà thì quấn lại phía sau một cục nhưng nhìn nó hơi bù xù. Ở trên người bà là mặc một cái bộ đồ bà ba mà nhìn nó xưa cũ lắm rồi. Chị vừa mới thấy vậy chị giật mình, không biết giờ này ai còn ngồi ở đây để đợi xem phim hay là cái gì. Chị lấy đồ xong định là sẽ quay lại ở đằng đó để mà hỏi coi bà cụ này sao, chứ giờ đó không có còn suất chiếu phim nào cả. Chị vừa mới đi gần lại, chợt chị mới nghe kêu: "Ê Trân, quên đồ hay gì giờ còn ở đây vậy mày?" Chị Trân giật mình quay lại thì thấy có một cái người đồng nghiệp của mình, người ta cũng để quên đồ rồi vô trong này lấy nè. Chị mới trả lời. Sau khi trả lời xong á, quay ra định là sẽ nhắc bà cụ này giờ là hết suất chiếu phim rồi. Nhưng quay qua quay lại thì bà cụ đó giờ bà không có còn ngồi đó nữa, mà chị nhìn xung quanh cũng không có thấy đâu trơn á. Rồi chị nghĩ chắc là bà cụ này đã về, chị cũng để tâm gì trơn á. Xong chị với cái người đồng nghiệp kia về hết rồi thì cái chỗ này vẫn chưa có đóng cửa, bởi vì đợi những cái người ta xem phim suốt cuối xong á là phải thêm cả tiếng mấy hai tiếng nữa người ta xem xong thì cái chỗ này mới đóng cửa hẳn lại lận. Lần đầu tiên mà nhìn thấy vậy, chị chưa có biết đây là một hồn ma hay gì cả, chỉ nghĩ đơn giản có một cái người khách nào đó đang đợi xem phim mà họ không có biết giờ giấc hay sao đó thôi. Xong qua tới thêm mấy ngày hôm sau nữa thì lại tiếp tục xảy ra một cái vụ. Hôm đó là khách rất là thưa, cái giấc khoảng 3 giờ mấy chiều á, giờ này thì khách hàng ta cũng không có tới đông như buổi tối. Chị đang ngồi vậy đó, vô tình nhìn qua ở bên cái hướng cầu thang. Ở cái hướng xéo xéo sẽ có cái cầu thang đi lên trên vị trí của những cái rạp phim. Chị Trân lại nhìn thấy rõ ràng là bóng dáng của bà cụ này giống giống như cái bà cụ hôm bữa mà giờ bà đang ngồi trên một cái bậc thang á. Chị nhìn từ đằng này nhìn qua khoảng cách hơi xa, không có thấy rõ được mặt mũi của bà. Với lại cái lúc đó là bà cụ bà ngồi á, cái chân của bà thì để lên, còn cái đầu của bà thì cúi cục cục xuống nên chị không có thấy rõ gì cả. Chị mới nghĩ là sao có cụ bà nào ngồi ở đây vậy ta. Chị mới kêu cái người bạn ở kế bên nè mới chỉ. Chị Trân nói là: "Ê mày, mày nhìn trên cầu thang nè, có bà nào ngồi bên bển á, mày lại mày nhắc bà đi, mày kêu bà lại đằng ghế kìa, ghế trống nhóc xong ngồi mà ngồi trên đó." Người đồng nghiệp mới nhìn theo cái hướng chỉ tay của chị mới hỏi: đâu mày, sao tao không thấy ai trơn vậy?" Chị Trân nhìn lại ở đằng cái chỗ hướng cầu thang đó, thì chỉ thoáng chốc giờ là không có còn nữa rồi. Chị Trân cũng sững người ra, còn người bạn ở kế bên cứ liên tục hỏi là đâu. Chị mới gãi gãi đầu nói là: "Ờ, tao không có thấy nữa mày ơi." Sau khi mà nói xong rồi á, người bạn cứ nghĩ là chị nhìn nhầm thôi chứ không có gì hết, rồi sau đó cũng không có để ý gì nhiều. Tiếp theo sau cái ngày hôm đó là chị gặp liền luôn. Cái giấc khoảng 6 giờ mấy là chị thu gom rác, chị đem đi bỏ một chặp rồi. Cái lúc đem ra dục ở ngoài chỗ kho rác á, cái chỗ này nó không phải là bãi rác mà nó có một cái phòng giống như là cái nhà kho vậy đó. Chị giờ là để đồ vô trong trỏng, còn chừng nào mà dục luôn á sẽ có nhân viên người ta dục. Chị Trân mở cửa chuẩn bị bước vào trong cái chỗ nhà kho này thì thấy bóng dáng của cái bà cụ đó đi lướt ngang qua người chị. Chị còn nghe thấy cái tiếng ho tặng hắn nữa. Khi mà vừa mới bỏ cái bịch rác xong, trí não của chị nó lại hoạt động, chị nhớ lại cái hình bóng này nhìn quen thuộc dữ vậy ta, là cái bà cụ mà hôm rại ngày nào chị cũng gặp nè. Chị liền thắc mắc, định là sẽ đuổi theo hỏi thăm cái tình hình của bà này như thế nào mà sao hôm rại thường xuyên thấy bà ở cái chỗ rạp xem phim. Ai dè khi mà vừa quay lại, chị nhìn khoảng trống xung quanh sau lưng mình là trống quơ trống quát hả, không có ai ở đằng sau cả. Bất giác lúc đó có một cái cơn gió thổi cái ào vô trong mặt chị, da gà của chị nó lại nổi lên cục cục hết trơn hả.
Và cũng từ lúc này chị có một cái cảm giác nó cứ rợn rợn người làm sao á. Và cũng trong cái buổi tối ngày hôm đó luôn, chị nhớ cái lúc khoảng 8 giờ mấy, giờ này là khách khứa rất là đông. Chị cũng đang bận tay vậy đó, thì lúc này mắc toilet quá, chị đi vô trong nhà vệ sinh. Thì ở trong nhà vệ sinh á, là có khoảng riêng mười mấy phòng, nhưng lúc này á, tất cả những phòng toilet đều đã chật kín rồi. Chỉ còn có một cái phòng tuốt ở góc trong cùng á, là không có ai trơn. Chị thấy cái phòng đang mở cửa, chị mới nhanh chóng đi gần lại. Tới chừng còn đứng ở trước cái phòng toilet này độ tầm khoảng 4-5 bước chân thôi. Chợt, cái bà cụ đó từ ở đằng sau lưng chị xắn lên trên người của chị, rồi lách cái vai chị qua một bên. Và bà đi thẳng vô trong toilet, bà đóng sầm cửa lại luôn. Chị thấy cái cảnh này chị cũng bực bội trong mình rồi. Chị nghĩ thầm ở trong lòng, cái bà cụ này sao mà vô duyên vô dụng với gì trời. Có cái gì thì nói mình nhường cho, chứ đằng này đã dành toilet cho mình rồi còn đẩy mình chị nữa. Chị cũng hậm hực và chị nhớ rõ dáng vẻ cái bà cụ này nè, chính là cái bà cụ hôm rày. Mà sao lúc này cái bà cụ bà đi nhanh dữ vậy trời. Cái tướng người của bà như 80 mấy tuổi gì đó mà bà đi thoăn thoắt, còn đụng vô trong vai chị đau điếc nữa. Trong lúc đang suy nghĩ dửng dơ như vậy thì có một cái phòng toilet người ta đi ra rồi. Chị cũng không có suy nghĩ gì nhiều, lập tức đi vô trong cái phòng trống kia để giải quyết nỗi buồn của mình. Chị đi xong hen, chị đi ra nhìn qua ở cái phòng cuối cùng ở trong góc á, thấy cái phòng nó đang mở cửa. Chị vẫn còn hậm hực về cái bà lão lúc nãy, chị cũng bực bội lắm, mà thôi giờ tranh thủ ra rửa tay sạch sẽ rồi còn đi ra ngoài làm việc nữa. Khi mà chị đang đứng rửa tay bằng xà bông thì từ đằng sau lưng chị nhìn thấy rõ ràng là bóng dáng bà cụ kia. Bà vừa mới đi lướt ngang qua người của chị mà cái tay của bà còn vũ vậy nè, giống như là bà đang vũ nước vậy đó. Chị nhìn vô trong kính thì thấy rõ ràng là bóng dáng bà cụ này đi ra khỏi cái nhà vệ sinh luôn. Chị cũng tức mình dữ lắm. Hôm rày mấy bận rồi, chị chưa có nhìn thấy mặt mũi của cái bà cụ này như thế nào, mà không hiểu sao mấy bữa nay gặp bà hoài. Bà là nhân viên vệ sinh mới hay là sao, hay bà là khách như thế nào, chị cũng không có biết luôn. Chị mới tranh thủ rửa tay thiệt là lẹ dí theo bà cụ. Nhưng mà khi chị đi ra ở ngoài rồi á, nhìn giờ là khách khứa đông đúc quá, chị không có thấy bà cụ đâu hết. Thấy ở đằng cái khu vực làm của mình á, bây giờ do thiếu vị trí của chị, khách hàng ồn ứ quá, nên chị mới quay trở lại chỗ làm. Chị làm xong xuôi hết rồi, tới độ tầm khoảng nửa tiếng sau á, thì khách mới giãn bớt. Chị mới hỏi nhỏ bạn của chị, thì hỏi là: "Ê mày ơi, hồi sớm tới giờ mày có thấy cái bà cụ nào mà cỡ 80 tuổi không? Bà bận cái bộ đồ bà ba cũ á, mày có thấy không?" Bạn của chị lúc đó mới nói là: "Ơi, mày nói gì mày? Mày thấy không, khách hàng ở đây là thường là trẻ trẻ hoặc là trung niên thôi, chứ đâu ra mà tới bà cụ vô trong đây coi phim như vậy mày." Chị thì không có quan tâm lời bạn chị nói, mới hỏi kỹ lại cái vấn đề mà chị muốn biết thôi. Hỏi là: "Mà ý tao hỏi là mày có thấy cái bà cụ nào không? Bà tự trong nhà vệ sinh mới đi ra, mày không thấy hả?" Bạn của chị lại lắc đầu ngoay ngoại, nói là: "Không có thấy mày ơi, mà ở chỗ này làm gì có bà cụ nào đâu." Nhưng chị cứ khẳng định là hôm rày 5 lần 7 lượt chị đã nhìn thấy bà cụ đó rồi. Chị còn diễn tả kỹ lại ngoại hình, chỉ có điều là khuôn mặt là chị chưa có thấy thôi. Khi mà nghe câu chuyện vậy, có những cái anh đồng nghiệp ở xung quanh này mới ghẹo: "Đúng rồi, con bé Linh nói đúng rồi em ơi, chứ ở đây làm gì có bà cụ nào mà già khăn đi vô trong này có phim, coi chừng em gặp ma đó." Trời ơi, vừa mới nghe tới cái khúc này, tự nhiên da gà da vịt của chị nó lại nổi lên cục cục nữa. Nhưng những cái lúc đó thì chị chưa có biết là mình đã gặp ma, bởi vì khi chị thấy là ngoại hình của bà cụ này thấy bình thường hà, với lại là mặt mũi chị cũng chưa có nhìn thấy nữa nên không có biết. Xong hen, qua cái ngày hôm sau nữa chị cũng cứ gặp. Nhưng mà qua ngày hôm sau nữa thì cái ngày hôm đó chị mới gặp như thế này. Hôm đó là cái lúc tan ca xong xuôi hết, chị cũng tranh thủ đi về. Vừa mới bước ra gần tới cửa thôi, chị mới nghe kêu: "Ê con gái!" Nghe thấy cái giọng nó khào khào vậy đó, thì chị biết đây là giọng của một cái người già rồi. Lập tức chị quay lưng lại, chị mới sững người nhìn vào ở trong sảnh của chỗ rạp chiếu phim. Giờ này chỉ còn lại ở đây là những người nhân viên giống như chị thôi, chứ còn cô lao công thì cổ đã về rồi. Và những cái người
xem phim còn lại thì họ đang ở trên những cái rạp. Cái chị nhìn dấu giác không thấy gì trơn á, bạn chỉ mới hỏi: "Ủa Trân, sao mày cũng về đi, còn nhìn nhìn gì mày?" Chị Trân bà mới hỏi: "Ủa, ai mới kêu tao hay gì vậy bay?" Nhưng mọi người mới nói: "Không, ai đâu kêu mày, thôi khuya rồi, về đi mày." Chị mới thấy ngợ ngợ, nhưng mà rõ ràng lúc hồi nãy là chị nghe cái âm thanh đó mà. Sao giờ không có ai hết trơn vậy? Chị mới tranh thủ đi ra ở ngoài nhà xe, chị đi về. Cái lúc lấy xe hen chạy ngang qua cái cửa rạp chiếu phim gần gần tới, chị thấy bóng dáng của bà cụ đang ngồi ở trên cái phần thềm á, cái phần thềm ở trước cái chỗ rạp này. Mà bà ngồi nhìn tư thế khắc khổ dữ lắm. Hai cái chân thì để lên ở phía trước, cái tay thì để lên trên cái phía chân, cái đầu thì cứ cúi gục gục xuống, nhìn cái tướng ngồi giống như là những người vô gia cư. Mà gặp thêm là tướng người của cụ bà ốm nhom nhách nè, ngồi cái lưng nó cong vọng lại. Chị thấy như vậy mới quyết định sẽ đi vô hỏi thăm như thế nào. Chị đang chạy ngon lành thì thắng xen cái rét lại, mới tấp tấp vô chút xíu. Chị vừa mới bước xuống xe, nhìn lại ở khu vực cái chỗ thềm đó thì không có còn nhìn thấy cụ bà đó nữa. Chị mới thấy lạ lạ, ủa cái gì đâu mà cụ bà này lớn tuổi sao mà đi nhanh dữ vậy? Mới vừa hồi nãy thấy đây mà đá trống xuống cái nhìn xung quanh là không có thấy. Dù lúc đó người chỗ này rất là thưa thớt, bởi vì cũng đã khuya lơ khuya lắc rồi. Chị nhìn kỹ tìm kiếm đảo thêm một vòng nữa cũng thấy. Chị thấy lạ lạ, nhưng mà thôi không thấy, chị mới lên xe rồi đi về. Hôm rày á, là gặp những cái hiện tượng nhẹ như vậy thôi. Tới cái hôm này nó mới kinh dị, là bữa hôm đó chị được đổi ca, làm nó nhẹ nhàng hơn là đi lên trên rạp á, trực ở trên rảnh. Tức là công việc của chị sẽ ngồi canh trực trong quá trình những người khách người ta coi phim á, chị cũng ngồi một góc chị coi phim luôn. Nếu mà có ai ồn ào hay là sử dụng điện thoại hay là làm phiền những người khách khác thì nhiệm vụ của chị sẽ nhắc nhở những người khách đó. Đó là chị lên chị làm công việc như vậy thôi. Trong lúc này khách người ta đang coi phim, chị cũng đang coi một cái bộ phim vừa mới ra luôn. Chợt ở trên vai của chị vừa mới bị ai đó vỗ lên cái bẹp. Chị cảm nhận rõ ràng, chị mới nghe hỏi: "Ủa, bữa nay coi phim gì dạ?" Chị nghe cái âm thanh này thì không biết là ai kêu trơn, cứ nghĩ là khách người ta hỏi hay gì. Là lập tức cái chị mới giữ lại cái tướng làm việc của mình, chị quay lại nói: "Dạ, ngày hôm nay là đang chiếu cái suất phim đó." Nhưng khi này chị nhìn chính là cái bóng dáng của bà cụ hôm rày, bà đang ở đứng ở phía sau lưng chị đổ tầm khoảng nửa mét thôi. Bà đứng cũng gần gần vậy đó, cái lưng thì cúi khòm xuống, cái mặt của bà thì đang hướng xuống chị. Ở trên khuôn mặt của bà cụ này không có mắt, không có mũi, cái chân mày cũng không có, chỉ có duy nhất mỗi cái miệng, mà cái miệng nó rộng tan quát kéo gần tới mang tai như thế này nè. Cái miệng nó bự giống như là một cái túi vậy đó, mà cái lúc bà nói chuyện là cái miệng bà há ra, ở trong toàn là những cái răng nhọn hoắt không à. Bà cụ bà mới hỏi: "Ê, bữa nay coi phim gì vậy?" Bà lại tiếp tục hỏi chị là coi phim gì. Nhưng chị thấy cái cảnh tượng đó quá là hãi hùng. Từ ở trong miệng bà mỗi lần bà nói cái miệng nó mấp máy thì máu từ ở trong đó lại chảy ra. Cái máu đen mà với khoảng cách gần như vậy chị còn ngửi được cái mùi nó hôi tanh dữ lắm. Chị hoảng sợ quá, chị biết là mình đang gặp ma gặp quỷ rồi, chị mới ngã ngang chị xỉu luôn. Cho tới khi mà chị tỉnh dậy á, thì lúc đó là chị bị cái người quản lý kêu dậy. Cái người quản lý mới kêu chị lên trên phòng riêng để nhắc nhở, nói là sao chị sắp xếp em lên trển trực mà em lên trển em nằm em ngủ quên luôn là sao. Quản lý trách quá trời luôn. Nhưng chị giải thích mà người ta không có nghe. Tới lúc đó chị tức tới mức chị khóc gào lên. Tới một hồi á, là cũng bị hăm he trừ lương này kia, chị ấm ức dữ lắm, đi ra ở ngoài này mới kể lại cho những người đồng nghiệp nghe. Thì có một chị á, cái chị đó nói là hồi trước cũng gặp nữa, rồi hỏi là phải gặp cái bà cụ mà già già cái lưng tôm tôm, ở trên khuôn mặt á, không có mắt mũi gì hết, chỉ có mỗi cái miệng phải không. Tức là cái chị kia cũng gặp y chang như là chị Trân luôn. Cái chị đó mới kêu chị Trân lại, rồi hai người á, kể riêng cho nhau nghe. Chị đó bà kể là sự việc này xảy ra cũng lâu rồi. Hôm đó là chị đi vô ở trong cái chỗ kho, chị vô trong đó để chị cất đồ. Trong lúc mà chị đang lay quay, chị đang giới tay lên đang lấy đồ như thế này nè, cái chị mới nghe thấy cái tiếng tặng hắn. Chị nghe vậy đó, chị nghe vậy giật mình,
cái chị này mới quay lại thì thấy bà cụ, bà cũng đứng cái hướng quay cái lưng lại với chị. Lúc đó là bà đứng xoay cái lưng lại rồi, không có thấy mặt. Cái chị thấy vậy mới hú hồn, không biết là bà cụ này đi vô trong kho làm cái gì. Cái chị mới nhắc nhở, mà vẫn nhắc nhở với cái vẻ rất là lịch sự nghe. Chị nói là: dạ bà ơi, bà có coi phim á, bà đi ra ngoài đi, ở trong này á, là cái chỗ kho tụi con để đồ không à, bà ra ngoài giùm con nha. Là chị đó nói chuyện rất là lễ phép, rất là ân cần như vậy. Nhưng khi này nghe là bà cụ bà không có trả lời, mà bà lại tặng hắn nữa, tặng hắn với cái thái độ mà kiểu như khó chịu á. Chị cũng nhanh chóng lấy cái món đồ xong, mà sớm giờ nói chuyện mà bà cứ quay cái lưng lại không à. Chị bực mình quá mới tiến về phía trước để nhìn rõ mặt của cụ bà này. Thì cái lúc đó là một quyết định sai lầm của chị luôn. Bởi vì vừa mới đi nghiêng qua thôi, chị thấy cái phần từ ở trên trán nè xuống gần tới cái miệng là nó láng o hàm, nó trắng xác luôn, không có chân mại, không có mắt, cũng có mũi gì á, là nhìn rất là kinh dị rồi. Chỉ có mỗi cái phần miệng mà nó cứ mấp máy, cái miệng nó rất là rộng. Bà cụ này bà mới nói là: ủa lấy gì dạ, ăn được không, cho miếng coi. Bởi vì cái lúc này á, hồi trước tới giờ nghe nói có ma có quỷ nhưng mấy chị không tin. Và ở trong cái khu vực này nó là trung tâm thương mại nữa, không nghĩ lại có một cái hộ ma như vậy. Cái lúc đó hoảng quá, chị cũng ngã xỉu luôn ở trong kho. Cho tới khi mà tỉnh dậy là có người đợi chị vô lấy đồ, cất đồ cái gì đó mà lâu quá trời lâu không thấy. Đi vô trong thấy chị nằm sải lai rồi mới kêu chị dậy. Đó là cái chị này bà cũng kể riêng cho chị Trân nghe một cái sự việc mà chị đã gặp. Tức là hồn ma của bà cụ kia là có thật, chứ không phải cho chị ảo giác mà ra. Rồi cái chị mà gặp hôm bữa, tại sao chị gặp rồi mà chị vẫn còn làm được ở đây, là do chị đem theo tỏi trong mình á. Từ khi mà đem theo tỏi là chị không có gặp nữa. Chị Trân vậy cũng nghe theo cái lời chỉ của bà, chị cũng mua tỏi hen bỏ đầy ở trong túi hết trơn hả. Qua mấy ngày hôm sau thì cũng không có gặp chị hết. Tới độ tầm một tháng ngàn, thì hôm đó chị cũng đang ngồi trực ở trong cái rạp xem phim, đang tập trung thì tới cái lúc này là khán giả anh ta cười rần rần hết trơn ạ. Chị cũng đang tập trung xem cái bộ phim, chợt ngay lúc đó bên trái mắt của chị thấy có một cái dáng người. Cái dáng người này đứng thù lù ở ngay chỗ cái lối thoát hiểm, cái lối mà có cái chữ exit á, rồi có cái cánh cửa đi ra. Chị thấy lại là bà cụ kia, bà đứng đằng đó và người của bà đang hướng chậm chậm về hướng của chị. Rồi chị thấy lúc này là chị điếng hồn rồi, cả người của chị cứng ngắc à. Chợt cái bà cụ đó bả mới đưa tay lên, bả chỉ thẳng trong mặt chị vậy nè. Khi mà chị nhìn theo cái hướng chỉ tay đó là chị hết biết trời trăng mây gió gì luôn. Cho tới khi mà chị được những cái người đồng nghiệp kêu dậy là chị nói cả người nó đau nhức ê ẩm dữ lắm. Chị mới được nghe kể lại như thế này. Trong lúc mà chị đang trực á, không biết sao chị không trực ở trong rạp đi, mà chị lại đi xuống sảnh. Cái lúc mà chị đi là chị đi cái tướng như bà già, cái lưng hen khom xuống mà đi từng bước nhìn cực khổ vậy đó. Đi xong lại đứng ở giữa ngay chỗ cái sảnh mà chỗ mua vé mua bắp nước rồi đó. Chị đứng ở ngay chỗ đó, cái đầu của chị thì nghiêng nghiêng qua một bên. Chị đứng cái tướng nó kỳ cục lắm. Thì khi mà người nhân viên thấy vậy á, có mấy lần kêu nhắc nhở chị mà không được. Mấy cái người khách á, người ta nhìn chị Trân quá trời luôn, mà lúc đó là chị Trân đâu có nhớ gì đâu. Thấy như vậy người nhân viên mới chạy lại đụng lên trên vai của chị Trân. Vừa khi mà chạm nhẹ trên vai thôi, chị Trân đã ngã giật ra và xỉu ở ngay chỗ cái sảnh này luôn. Thấy như vậy hết hồn, những người nhân viên mới nhanh chóng đem chị vô riêng ở trong phòng nè. Rồi một lúc sau chị mới tỉnh dậy. Nghe kể là xong hen, chị nổi hết trơn da gà. Tức là hồi nãy chị bị ma nhập hay là sao, chị không nhớ bất cứ một cái gì cả, chị cảm nhận được là người của mình nó đau ê ẩm mà thôi. Hôm đó chị thấy mệt trong người rồi nên xin quản lý cho về sớm. Người quản lý mới bận đầu không tin á, nhưng mà ngày hôm nay chính mắt đã thấy chị giống như là bị ma nhập như vậy nên người ta cũng cho chị về luôn. Mà về là hai ngày hôm sau chị sốt ly bì, dậy đi học cũng không nổi nữa. Cho nên từ cái vụ đó là chị xin nghỉ, không có làm ở trong cái chỗ rạp chiếu phim này nữa. Đó là một cái kỷ niệm cực kỳ kinh dị luôn. Kể về một lần mà chị đi làm nhân viên trong chỗ một cái rạp phim và đã gặp một cái bà già với cái ngoại hình kinh dị như vậy ha.
Không biết nguyên nhân gì sao mà cái bà cụ đó lại có mặt ở trong cái chỗ rạp phim này. Có thể là ở trên cái nền đất này trong quá trình xây dựng rồi trước đây nữa thì bà cụ bà đã mất hay như thế nào đó. Ở trong cái chỗ chị làm á, là có rạp xem phim, rồi có siêu thị, có đầy đủ những tiện nghi luôn. Mà cái chỗ này đông đúc dữ lắm, chị không hiểu tại sao là bà cụ bà lại xuất hiện như vậy. Mà thôi, chị nói cũng không muốn biết nữa, mỗi lần gặp cái là sợ muốn chết rồi. Đây là câu chuyện thứ nhất mà do được chị Trân gửi lại hen. Bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này như được chị Ngân gửi lại cho Như. Quê của chị Ngân là ở ngoài miền Trung á. Ở trong nhà của chị Ngân á, nhiều đời đã theo cái nghề là đi biển rồi. Tới sau này á, ba của chị cũng thường xuyên là đi theo tàu biển luôn. Còn ở trong nhà là còn lại là bà ngoại với mẹ với lại là chị Ngân thôi. Những ngày mà ba của chị đi biển á, thì mẹ ở trong đất liền sẽ làm cái nghề là buôn bán cá. Bà ngoại thì cũng vậy luôn, nhưng mà sau này bà ngoại lớn tuổi rồi, cho nên mẹ kêu bà ngoại ở nhà để cho mẹ chăm sóc. Rồi bà ngoại cũng ở nhà phụ sự công việc lặt vặt ở trong nhà, với lại là lo cho chị Ngân đi học như vậy thôi. Chị Ngân nói dù gia đình của mình không có khá giả, nhưng chị cảm thấy rất là vui và hạnh phúc mỗi lần mà gia đình của chị tề tụ lại. Mà công việc của ba đi theo tàu biển vậy đó, là ba cũng thường xuyên đi. Ba đi đợt xong rồi về nhà thời gian lại tiếp tục đi nữa. Cho tới cái lần đó, còn 2 ngày nữa là ba sẽ tới lịch đi theo một cái chuyến tàu biển này nữa rồi. Tự nhiên trước cái ngày mà ba đi á, buổi tối bà ngoại mới ra, bà ngoại nói là: "Thằng hai ơi, đâu chuyến này á, mày đừng có đi, đợi chuyến sau nữa rồi hả đi." Lúc mà nghe vậy, mẹ của chị Ngân mới ngạc nhiên hỏi là: "Ủa sao vậy mẹ, sao tự nhiên nay mẹ nói với ảnh vậy?" Lúc đó chị Ngân nhìn thấy là bà ngoại cũng có vẻ căng thẳng dữ lắm, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thì bà ngoại mới ấp úng một lúc sau, bà ngoại nói là: "Ai, tự nhiên á, hồi chiều tao ngủ cái tao thấy ba của tụi mày về, mà ổng về á, cái mặt của ổng nhìn trắng xác là thấy ghê lắm. Ổng về ổng nói tao là đừng có cho thằng hai đi biển chuyến này. Tao không biết làm sao ổng về ổng nói vậy đó." Bà ngoại lúc này cũng trầm tư, rồi cả nhà chìm vào trong im lặng. Bởi vì trước đây khi ông ngoại đi theo tàu biển thì ông ngoại cũng đã mất tích trong một cái lần đắm tàu. Từ lần đó cho tới bây giờ vẫn chưa có tìm được cái xác của ông ngoại nữa. Ông ngoại mất từ cái lúc mà mẹ mới lên có 12 tuổi thôi hà. Nhưng mà nghe kể lại những câu chuyện của những người ngư dân đi đánh bắt cá, đi theo tàu bè như vậy, mà những cái vụ mất tích rồi không tìm được xác là nhiều ê hề luôn. Ở chỗ nào không biết, chứ ở cái xứ miền Trung của chị á, mỗi lần mà có đi biển, mỗi lần đi á, chứ cũng không biết là có ngày về hay không nữa. Những cái lần trước đi á, là ba với mẹ luôn trong cái trạng thái là mong chờ chuyến này đi á, được nhiều nhiều chút để về nhà có tiền lo cho gia đình, rồi còn lo trả nợ nữa. Nhưng sau cái chuyến này, khi mà nghe bà ngoại nói vậy á, ba với mẹ về cũng bàn bạc với nhau. Ba thì cũng đã cảm nhận được có cái gì đó hơi kỳ kỳ rồi khi bà ngoại nói như vậy. Và đặc biệt những người mà đi theo biển vậy nè là cũng tin cho trong cái chuyện tâm linh dữ lắm. Mẹ cũng có kêu ba: "Hay là chuyến này anh đừng có đi, để chuyến sau đi đi." Nhưng rồi sau khi bàn bạc qua lại, ba với mẹ vẫn thống nhất là chuyến này ba sẽ đi. Bởi vì phải đi mới có tiền trả nợ nữa. Tiền nợ tiền lãi gì đã dí tới nơi rồi. Cái số tiền nợ này không phải là do gia đình chị ăn chơi hay là cái gì, nhưng mà cái lần đó là ba của chị có vay vốn một số tiền để mà thuê tàu á. Định chuyến đó là đi ra tính là lời, nhưng mà ai dè đi về xong cái chuyến tàu đó lỗ quá trời luôn, cho nên là mang nợ từ cái đợt đó luôn. Sau khi ba đã có quyết định rồi, bà ngoại thấy vậy cũng không nói gì nữa cả. Tới buổi sáng lúc mà 8 giờ là chuẩn bị anh em rồi ra khơi. Cả gia đình cùng với chị Ngân mới đi ra đưa tiễn ba đi. Mà cái lúc đó chị cũng cảm nhận được trong lòng của mình bồn chồn sao. Chị nhìn qua thấy mẹ với lại bà ngoại á, trông có vẻ lo lắng luôn.
Thì khi mà thấy vậy, ba vui vẻ trấn an cả nhà, nói là không có sao đâu, ba đi xong rồi ba sẽ mang tiền về thôi hả, chứ đừng có lo lắng gì cả. Ba an ủi nhiều dữ lắm, thì mẹ cũng ráng là gượng cười. Chợt lúc đó có một chú cũng đi chung với ba, chú đó mới ghẹo: "Trời ơi, đi biển mấy ngày rồi về chứ làm như đi luôn hay gì mà cả nhà ra tiễn gì thấy ghê vậy." Cái chú đó ông ghẹo vậy đó, mà tới giờ chị còn nhớ cái miệng của chú này sao mà ăn mắm ăn muối quá. Bởi vì sau khi ba đã lên trên tàu rồi là mẹ luôn có cái cảm giác bồn chồn bất an. Buổi sáng mẹ bán xong xuôi hết là về nhà, mẹ nấu đồ ăn xong cái mẹ cứ đi tới đi lui hoài. Chị hỏi là mẹ làm sao vậy, mẹ mới nói là vợ mẹ có cảm giác hối hận quá, biết vậy hồi sáng đừng có cho ba đi, chứ cho ba đi rồi trong lòng cứ thấy là nó khó chịu, nó cứ làm sao sao á. Bà ngoại lúc đó mới thấy mẹ vậy thì bà ngoại mới an ủi, cũng trấn an nó là không sao đâu con, nó đi vài bữa nó về. Cả gia đình mới nghĩ vậy đi cho nó yên tâm. Những lần trước đi thì bình thường, nhưng mà tới cái chuyến này á, tất cả những thành viên trong gia đình luôn đều cảm nhận được là có một cái điều gì đó sắp xảy đến. Ba đi ngày thứ nhất thì không có chuyện gì trơn. Tới buổi chiều ngày thứ hai thì giông gió bắt đầu kéo tới. Gió nó thổi hù hù hù, nó thổi mà tưởng tượng như là cái phần nóc nhà của chị Ngân nó muốn bị bay tróc lên luôn. Gió nó thổi tới mức mấy cái màn bạc ở phía trước của chị là nó bay tung tóe hết rồi. Rồi mấy cái đổ ngoài sân nó cũng lăn lóc luôn. Mưa bắt đầu kéo tới rất là nặng hạt. Và chị nghe cái âm thanh mà chị sợ nhất: "Bão tới, bão tới mọi người ơi, bão tới." Cái âm thanh này là cái âm thanh khiến cho mẹ sợ nhất. Chị nói những gia đình nào mà có tàu thuyền đi biển nghe tới bão là sợ dữ trời lắm. Tới cái lúc này là mẹ ở nhà là mẹ chỉ biết khóc không à. Mọi khi thì mẹ rất là mạnh mẽ, mỗi lần mà cự lộn với mấy bà bán cáo ngoài chợ nhìn mẹ hùng hổ chứ lắm. Nhưng tới bây giờ mẹ không có kìm lòng được nữa, mẹ khóc như một đứa con nít luôn. Chị cũng an ủi mẹ và bà ngoại thấy vậy cũng lại an ủi hai mẹ con. Nhưng khi đó ba bà cháu ở trong nhà ôm nhau nhìn ra ngoài thì giông gió lớn như vậy, mấy cái cây nó quẹo cong tới mức nó sắp bật rồi, rồi sóng biển ở ngoài nghe nó đập rất là lớn. Cả gia đình sợ hãi và cầu nguyện cho ba cùng với những cái người đi trên cái chiếc tàu đó sẽ bình an suôn sẻ trở về. Trải qua một cái đêm giông gió đầy sự sợ hãi, tới sáng sớm ngày hôm sau mọi thứ đã ổn rồi, gió cũng bắt đầu ngừng thổi và ở ngoài biển lặng hơn. Mẹ cùng với cả nhà đi ra ở ngoài cái chỗ bến cảng để đón tàu thuyền về, mong là tàu của ba sẽ về trong ngày hôm nay. Mà ra ngoài đó hen, canh từng đợt tàu thuyền ta vô, lần nào mẹ cũng ngóng coi có phải ba hay không. Thấy người quen lập tức mẹ chạy nhào lại hỏi là có nhìn thấy ba hay không, nhưng mà ai cũng lắc đầu cả. Rồi có người nói ngày hôm qua sóng biển nó đánh ngoài ngoài dữ lắm, nghe kể lại mà chị còn rợn người nữa. Đợi tới gần một tiếng mấy đồng hồ sau thì có một cái chiếc tàu vô. Ở trên chiếc tàu này có cái chú đó, ông tên là chú Hải. Chú Hải là người đi chung với cái chiếc tàu của ba luôn. Mẹ vừa thấy chú Hải thì mẹ mới chòm chòm nhìn coi tìm kiếm, ngoài chú Hải ra thì ba giờ ba ở đâu. Chú Hải lúc đó là có đi thêm với vài người nữa ở trong đoàn của ba, mà sao giờ tìm không thấy ba. Mẹ lập tức chạy lại vịn vai chú Hải mới hỏi: "Ủa anh Hải ơi, anh Hải có thấy chồng em đâu không anh Hải?" Chú Hải hồi sớm tới giờ mặt mày của ông cũng hốc hác dữ lắm, nhưng khi nghe mẹ hỏi như vậy thì chú mới im lặng một lúc. Chú cúi gầm gầm mặt xuống. Thấy cái biểu cảm này chị cũng đã đoán được có chuyện không lành rồi. Ông chú Hải ông mới thông báo một tin dữ: "Chị hai, ngày hôm qua tàu bị lật rồi, sóng dữ quá nó đập lật tàu luôn. Có em với mấy đứa này được mấy cái anh trên tàu này cứu, còn anh hai với mấy người khác nữa rớt mất tiêu luôn rồi chị hai ơi." Nói tới đây thì mọi người mới trầm mặt xuống. Và mẹ nghe được cái thông tin này lập tức mẹ ngã ngang mẹ xỉu luôn. Khi nhiều người đã phụ đem mẹ về tới nhà rồi, mẹ giật mình bừng tỉnh, chạy ra ở ngoài chỗ bến cảng này mẹ lại kêu gào khóc. Mẹ mong là chồng của mình sẽ được ai đó cứu giúp giống như là nhóm người của chú Hải này.
Mà khi những người ở trong xóm này người ta vô trơn rồi mà không có ai nhìn thấy ba và những cái người khác nữa cả. Đợi tới khi bão đã lắng đi thì mới cử đi ra ở ngoài khu vực đó tìm kiếm, do ba đi cũng chưa có được xa lắm. Sau cái quá trình tìm kiếm, hai ngày hôm sau người ta quay trở vô thì đã tìm được cái xác của ba và thêm cái xác của hai chú nữa. Mẹ nhìn thấy cái xác của ba bây giờ nó đang bị trương phình lên và cái phần cơ thể có phần nó bị cá rỉa nữa. Mẹ cứ khóc rồi xỉu lên xỉu xuống không à. Chị thấy cảnh tượng này chị chịu cũng nổi nữa. Mấy ngày trước ba còn ôm hung chị, nhưng ngày hôm nay ba đã nằm đây là một cái xác lạnh ngắt rồi. Sau mấy ngày đám tang xong thì ở bên chủ nợ người ta xuống dưới đây để đòi tiền. Lúc này mẹ bế tắc luôn, mẹ chỉ biết quỳ lại gian xin người ta cho khất lại từ từ. Thì người ta cũng làm hùng làm hổ vậy đó, nhưng mà sau khi biết là gia đình vừa mới có tang nè, người ta nói vài câu rồi bỏ đi. Mẹ lúc đó thực sự là bế tắc. Ở trong nhà giờ chỉ có duy nhất một mình mẹ, mà mẹ phải gánh nuôi chị Ngân, rồi còn nuôi bà ngoại, giờ còn cõng ở trên lưng cái số nợ lớn như này nữa. Mẹ không biết phải làm sao luôn. Mẹ cứ ngồi thẫn thờ bên bàn vong của ba hoài. Tới giữa đêm dậy thì mẹ dậy, mẹ kêu cả nhà đều thức dậy luôn. Mẹ mới nói là hồi nãy con vừa mới thấy chồng của con, ông về ông nói là ông có mua bảo hiểm, ông kêu con lấy tiền bảo hiểm đó trả nợ đi. Giờ nghe tới cái lúc này á, chị cũng thấy hơi lạ lạ, là ba mua bảo hiểm từ hồi nào, chị mới hỏi mẹ vậy đó. Mẹ nói là mẹ có biết đâu. Đi vô trong phòng lục lọi này kia thì ở trong cái xấp quần áo của ba là ông có mua một cái xấp bảo hiểm nhân thọ. Tức là trong trường hợp xui rủi mà ba mất á, sẽ để lại một cái số tiền lớn cho người thừa hưởng là mẹ. Mẹ cầm cái tờ bảo hiểm này ở trên tay, mẹ biết là mình chuẩn bị có tiền để trả nợ rồi, nhưng mẹ buồn đau, mẹ khóc thảm thương luôn. Mẹ đi ra chỗ bàn vong của ba, mẹ vừa chửi, vừa khóc, vừa trách mắng. Mẹ nói là tôi không có cần số tiền này đâu, tôi chỉ cần ông thôi, ông sống lại đi. Mẹ khóc quá trời luôn, chị thấy mẹ khóc mà chị cũng thương xót dữ lắm. Chị chạy ra, chị ôm mẹ, thì một lúc sau mẹ mới bình tĩnh lại. Và nhờ hên có số tiền bảo hiểm này đã dư giả luôn cái phần trả nợ. Chắc là do lúc trước á, ba có nhiều lần ba nói khi mà ba đi biển như thế này hồi không có biết chắc chắn ngày nào sẽ là cái ngày ba về. Trong vòng 49 ngày đầu, chị thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của ba. Có lần chị vừa mới đi ra, chị thấy bóng dáng của ba sợt ngang qua mặt chị mà nhanh dữ lắm. Thoáng trong chút xíu chị không thấy nữa. Rồi còn có lúc là chị thấy ba đứng ở gần trên chỗ bàn vong mà cái đầu của ba cứ gục gục xuống, ba cũng buồn dữ lắm. Rồi còn có hôm kia là bà ngoại nhìn thấy. Bà ngoại thấy bóng dáng của ba vừa mới đi vô trong buồn á, còn nghe là mẹ khóc ở trong trỏng nữa. Những ngày đó mẹ cũng nói là mẹ thường xuyên, mẹ nằm ngủ mẹ quay qua thì thấy ba nằm ở kế bên. Nhưng mà giật mình nhìn kỹ lại là không có thấy ba nữa. Cứ trong vòng 49 ngày thì tất cả những thành viên ở trong gia đình đều cảm nhận được sự tồn tại của ba, nhưng mà chỉ thoáng trong chốc lát. Tới sau cái ngày 49 đã cúng kiến xong xuôi hết thì từ đợt đó không có nhìn thấy ba thêm lần nào nữa cả. Mẹ cũng rất là đau buồn. Tới gần 2 năm sau mẹ mới giật lại tinh thần của mình. Tới bây giờ thì sự việc đã xảy ra lâu lắm rồi, ở trong gia đình của chị không có ai đi theo cái nghề tàu biển như vậy nữa cả. Mà mỗi lần nhắc lại thì bà ngoại với mẹ đều có chung một hoàn cảnh là cả hai người chồng của mình đều đã mất khi mà đi ra ở ngoài biển cả để kiếm tiền. Chị cũng buồn dữ lắm, cũng hên là sau này chị vô trong Sài Gòn chị làm và chị lấy một người chồng làm công việc bình thường thôi chứ không có theo nghề biển hen. Chị Ngân gửi chuyện gì cho Như, chị nói là không chỉ hồi xưa mới có nhiều người chết vậy đâu. Tới tận bây giờ, mỗi khi mà đi ra ở ngoài biển, mình đi tàu như vậy thì không có biết là xui rủi như thế nào. Đó là toàn bộ những câu chuyện mà Như được chị chia sẻ, một câu chuyện cũng rất là buồn và cảm động. Ở ngoài miền Trung Như chưa có được đi ra ngoài, nhưng mà Như nghe kể là ở ngoài miền Trung vừa nắng gió khí hậu khắc nghiệt, phải làm lụng rất là vất vả. Và ở ngoài miền Trung như nghe nói là bão liên hồi à, cứ một năm là nghe nói không biết bao nhiêu cơn bão ập tới luôn. Chính vì vậy mà những người dân ở ngoài miền Trung của mình á,
có cái cuộc sống nó hơi khó khăn hơn một chút xíu. Và những lần đi biển là những lần muôn sinh dứt giả, phải nói là những chuyến đi sinh tử luôn hen quý vị. Thôi, câu chuyện của chị Ngân tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như nha. Và nếu quý vị, ông bà, cô chú, anh chị mình có những trải nghiệm tâm linh như thế này, hoặc là những câu chuyện mình được nghe, được biết, được kể lại, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại cho Như thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước ha. Và quý vị thương Như á, cho Như xin một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Như cảm ơn quý vị nhiều dữ lắm. Và chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ, thư giãn bên những người thân thương trong gia đình của mình. Thôi, hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị nha. Bye bye.